nhất da nhị dán, nhất da nhị dán. Đó là lời nhắn nhủ của Hoa hậu Bích Liên với dược mỹ phẩm EV Princess đã giúp cho hàng ngàn khách hàng, nhất là chị em phụ nữ từ Hoa Kỳ đến Úc Châu, Âu Châu, Canada, kể cả Việt Nam, tìm lại được làn da trắng rực rỡ, mịn màng, hồng hào tươi trẻ một cách không ngờ. Mỹ phẩm tần dược EV Princess có khả năng xóa sạch những vết nám, tàn nhang, vết tâm đen, đẩy lùi những tùy khuyết u buồn của tuổi tác, đem lại niềm vui, tự tin, yêu đời và hạnh phúc. Mỹ phẩm thần dược EV Princess cùng Hoa hậu Bích Liên đã trợ giúp cho chị em phụ nữ trên khắp thế giới tìm lại được làn da trắng đẹp, rực rỡ, mượt mà như làn da nguyên thủy. Hoa hậu Bích Liên là chuyên gia thẩm mỹ của hai trường thẩm mỹ lừng danh tại Nam Bắc Cali, với bàn tay khéo léo, khả năng thiên phú trên 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu, chữa trị, giảng dạy, cùng hiệu năng thần kỳ của dược mỹ phẩm EV Princess, Hoa hậu Bích Liên bảo đảm sự thành công. Cái phần kịch mà trong chương trình Tiếng Vương Hội thì chúng tôi lại cống hiến quý vị một vở kịch nữa có tựa đề là Gà Què Ăn Quẩn Cối Xay. Qua phần trình diễn, tức là sự trở lại, trong đó có luật sư Trần Trừng Trị, cho nên dĩ nhiên là phải có Kiều Linh, Chí Tài, Uyên Chi và Phi Nhung. Anh á, em nè, đang làm gì á? Đang thay tá cho con á? Bộ con ý à? À to rồi, nhớ nha, bỏ phấn được vô cho nó hầm cái đít con nhỏ là tậu chết luôn á. À, dạ có chứ, em có đi làm. Nhưng mà trời ơi, cái văn phòng này nó dán quá đi. Anh nói tới tối tới mai cũng được nữa, không có sao hết trơn á. Mà khổ nổi cái ông chủ này nè, ông có chịu làm gì hết trơn á. Ông có đi hoài ấy, tối ngày đi tán gái hoài thôi. Ông biết em là vợ của anh, mà ông có rủ em đi casino hoài ấy, không biết làm sao nữa. Trời ơi, em khổ ghê á. Cái điều này chắc là ông một tuần nữa thôi là em nói thiệt với anh nha, là ông sẽ đóng tiệm, ông đi ăn xin qua phê phút tem thôi chứ không nói gì hết trơn. Khổ quá anh ơi. Thôi, ông vô rồi nha, em cúp nha. Nhớ mua tá cho em, ông quên, mua tá cho con nha. Rồi rồi, ông gì à, hả? Dạ nha, bye nha. Trời ơi, hung cái gì, trời ơi, khổ quá. Đúng rồi, kỳ quá, kỳ quá. Thôi cô, hôm nay mình có cái hẹn nào không cô? À, dạ thưa luật sư có à. Thế cô đã làm hồ sơ sẵn chưa? Sang tên nhà hay là ly dị? Đâu có sang tên nhà ly dị gì đâu. Không có gì hết trơn á. Chứ cái gì? Chỉ hẹn có luật sư làm 11 giờ, luật sư đi nhổ răng thôi. Tôi không hiểu làm sao bây giờ cái dạo này không ai thưa kiện cái gì là sao nữa. Có thưa luật sư, nhưng mà nó không có vô chỗ của mình. Cái đó là lỗi tại cô đó. Tôi mướn cô về đây không phải là để cho cô làm thư ký không? Đấy. Cô đi ra đường hay cô đi tiệc tùng ma chay cưới hỏi đó, cô gặp ai cô phải xúi người ta thứ. Chứ còn cái tình trạng này vài tháng rồi tôi đóng cửa đó, tôi trở về nghề cũ. Trời ơi, ông đấy luật sư biểu con kêu người ta là chia rẽ hạnh phúc của người ta làm sao luật sư? Luật sư nói nè, đây nè, con có ghi nè, con ghi rõ ràng trong nè. Đó, 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 luật sư coi nè. Đó, nè ngang, đọc ngang. Luật sư nè, văn phòng luật sư Trần Trừng Trị nè. Đó, kinh nghiệm lâu năm về tội phạm hình sự cũng như đòi bồi thường dân sự khác. Đó, con ghi mẫu này luôn. Con nói thiệt. Cô thấy cái thành phố ở đây là bây giờ bao nhiêu luật sư rồi? Luật sư đông như kiến. Mà cô quảng cáo cái kiểu đó thì nó bình thường có ma nào nó để ý đâu. Cô lấy giấy viết ra ghi đi. Tôi đọc lại. Lấy giấy viết ra. Thấy chưa? Dạ chưa. Cho con mượn cái bàn nha. Rồi cứ ghi rồi, nha. Nói đi. Luật sư Trần Trừng Trị. Ghi số 1 vào. Điều thứ nhất, luật sư Trần Trừng Trị nhận điện thoại trực tiếp từ trong tù. Hết tiền rồi. Luật sư Trần Trừng Trị nhận điện thoại trực tiếp từ trong tù. Trầu vơ hết tiền rồi làm mẫu. Rồi chưa? Rồi. Xuống hàng. Xuống dòng. Xuống hàng. Xuống dòng. Thì cô xuống đâu đó, cô xuống đi. Dòng ở nhà hàng gì cũng được thôi. Đọc tiếp đi. Thứ hai, cam đoan sẽ đi dự đám tang nếu thân chủ của mình bị tử hình. Thôi nữa rồi, cam đoan dự đám tang nếu thân chủ của mình tử hình. Xuống hàng. Thì xuống nè. Cái câu này cô viết hoa cho tôi. Bớt 50% cho thân chủ nếu là quả phụ dưới 29 tuổi. Bớt 50% dưới quá phụ 29 tuổi. À đó.
Trời ơi, nó thấy cái mặt luật sư nó chạy 80 độ rồi chứ đâu có làm chi đâu mà nó đó, xong rồi đó. Cô cứ ghi như vậy đi ha. Cô cứ quảng cáo như vậy đi thử vài tuần. Nếu không được thì tôi đổi quảng cáo khác nha. Alo. Dạ. Dạ, văn phòng luật sư Trần Thượng Trị ạ. Bác sĩ Quỳnh hả? Dạ có. Bác sĩ qua trao đi. Trao trao tới chiều cũng được nữa, nằm ngủ cũng được nữa. Trời, văn phòng nó giống quê à, không có ai trơn á. Em nói thiệt á. Qua trao đi. Thiệt á. Qua ngang. Rào ha. Ai đó cô? Dạ bác sĩ Quỳnh. À, làm thẩm mỹ Hồng Nhan đó, ở bên kia đường kìa. Tôi dặn cô bao nhiêu lần rồi? Ai gọi đến đây á thì cô làm ơn cô nói cho tôi là tôi đang có thân chủ, hoặc giả là tôi đang cãi ở ngoài tòa. Tại sao cô cứ vạch cáo cho thiên hạ xem lưng ngoài vậy? Ai gọi đến cô cũng bảo ông ấy chồng gọng thì... Cô phải nhớ rằng ông bà đã nói là nhà hàng vắng khách là nhà hàng nó nấu không ngon. Còn luật sư mà vắng thân chủ tức là luật sư cãi dở, cô hiểu chưa? Cô nhớ chưa? Thì đúng rồi, nói đúng rồi, cãi dở thì cãi dở chứ bắt con nói láo sao con nói được. Trong phòng luật sư mà nói láo thì ai vô? Thôi được rồi, con về làm việc. Mướn ngay con khùng. Đó, ông qua đó kìa. Hello. Oh, hi doctor. Hi lawyer, ba T. Hả? Gì ba T? Trần Trừng Tỷ là ba chữ T đó. Ủa? Bộ chưa tới giờ mở cửa hay sao mà văn phòng thì không có người khách nào hết trơn vậy cô? Dạ có chứ, luật sư mở từ sáng sớm tới giờ luôn á mà không có ai hết trơn á. Yeah. Dạ, không có người nào hết trơn á. Luật sư, bác sĩ cứ cho bình thường, cho thoải mái luôn. Đánh bài, đánh bạc thì cứ đánh đi. Thua là quýnh làm gì làm. Không có sao hết trơn á. Luật sư con dễ chịu lắm. Sao nay rảnh dữ đây? Rảnh gì đâu rảnh. Ông biết mà, thời khóa biểu của tôi đó, từ sáng tới khuya đó, có lúc nào được nghỉ đâu. Ăn cũng không có thì giờ mà. Ông thấy không, đi ra đường phải bận đồ này nè. Chuẩn bị kêu về mẫu liền à. Bị sáng này có cái bà tới hẹn hút mở bụng. Chuẩn bị xong xuôi rồi, lên bàn mổ rồi, chích thuốc tê rồi, tính lấy máy ra hút bụi. Hả? À không, tính máy ra hút mỡ. Trời ơi, tự nhiên ông chồng nó xuất hiện lôi cổ về không cho hút. Nhờ vậy mới rảnh 2 tiếng qua đây tính rủ đi, ông đi ăn phở đây chứ. Ờ được, không, cảm ơn, sorry thôi. Ông thấy không nè, hồ sơ là ngập mặt như thế này thế nè, làm chưa xong nè, tôi phải ra tòa cãi bây giờ nè. Yeah. Thôi để ông khác nha. Bận quá. Luật sư ra tòa cãi lộn nha, luật sư. Đâu coi đâu mà cãi. Quá, đi ăn phở đi, tao lại ăn bánh mì với xì dầu không, tao cũng ăn chết luôn. Cô à, cô nói tôi mới để ý nha. Cái văn phòng này tôi bước vô tôi thấy sao mà nó yên tĩnh quá. Tôi thèm được cái không khí vắng vẻ vậy mà không được á. Bên phòng mạch của tôi thì ui cha nó ồn ào, bệnh nhân đẩy ra không hết. Nổ vừa tôi che. Móc họng nữa. Không, tôi cũng móc họng tôi nói thiệt. Nè, mở một cái văn phòng ra mà nó vắng như vậy là quý lắm. Thấy không? Muốn làm, muốn nghỉ nghỉ. Mà nghĩ nhiều hơn làm. Thấy không? Buồn lâu lâu muốn ngồi thiền cũng không ai quấy rầy mình. Thôi mà móc họng nhau hoài chứ cha ơi. Nghĩ. Nhưng mà tôi nói thật cho nghe. Nói gì? Cái nghề luật sư của tôi á. À. Bây giờ tôi mới thấy là tôi lầm. Chứ hồi trước á, mà tôi biết rằng là cái ngành giải phẫu thẩm mỹ mà kiếm được tiền nhiều như ông thì tôi cũng đi học bác sĩ y khoa rồi. Cô à, hồi nhỏ đó, học trung học ông học giỏi hơn tôi đó chứ. Hả? Lên đại học tôi năn nỉ ông đi là học y khoa với tôi. Ông nói thôi để tôi học luật để làm chính trị đó, làm chính trị mà giờ ăn bánh mì xì dầu không à. Không, bác sĩ nói vậy cũng không phải, luật sư em á ông cũng giỏi lắm á chứ. Sao? Coi như là nè, em thấy để trong báo nè, đây nè, luật sư nào có tài thật á, nhưng khổ nổi cái mặt của ông á nó bằng đảng quá đi. Ừ. Đó, ứng cử dân biểu 2 lần bị rớt. Vậy? Nha. Xong rồi ứng cử nghị viên 2 lần cũng rớt luôn. Sao kỳ vậy? Ai biết? Mà rồi. Có ai bầu cho ông không? Có.
Em coi hai cái giỏi nó có hai cái vé trọng á. Phiếu cái vé gì? Lộn suy nê hoài. Phiếu vé cũng vậy thâu trời ơi, nhà quê mà. À. Đó. Nhưng mà em dở ra em thấy á, một tên là vợ ổng với lại tên là con ổng. Vậy thôi à. Anh Huỳnh ơi. Gì? Nhưng mà cái nghề luật sư của tôi mới là cái nghề cứu đời. Chứ còn cái nghề giải phẫu thẩm mỹ như anh thì chỉ có biết kiếm tiền chứ có giúp ích gì được cho đời đâu. Ông nói lộn này nha. Ông chỉ cứu được những kẻ phạm tội khỏi đi tù thôi chứ cứu ai. Còn tôi nè, một người đàn bà sắp bị chồng bỏ, tới gặp tôi tân trang lại, chồng yêu thương trở lại. Có nghĩa là tôi là cứu giúp cho người ta, thấy không? Bảo vệ hạnh phúc gia đình. Như vậy sửa sắc đẹp, có nghĩa là tạo cho người đàn bà tự tin hơn, thấy không? Dễ dàng trong cuộc sống. Sửa sắc đẹp là làm cho xã hội càng ngày càng nhiều người đẹp, ít người xấu, như ông vậy đó. Nó tóm lại, sửa sắc đẹp là làm đẹp cho cuộc đời. Beautiful life, baby. Nhưng mà ông giải phẫu thẩm mỹ cho người đàn bà, rồi ông nhìn vào đi, ông có biết chỗ nào thật, chỗ nào giả không? Nói chuyện trông mệt quá. Em, bác sĩ nói nghe nè. Trời ơi, nói chuyện mà quên cái business. Đây, business card của bác sĩ đó ha. Thẩm mỹ viện Hồng Nhan. Dạ. Sửa mũi 1,000, cắt mắt 2,000, bơm ngực 3,000, hút mỡ bụng 4,000, tân trang toàn diện từ trên xuống dưới, giá sĩ 8,000. Khi nào em cần qua, bác sĩ có giá đồng hương. Mặc quá được. Không được rồi. Trời xin sao đớ vậy. Trời ơi, thằng chồng đấy, nó biết em sứa nó về, nó quánh cái mặt em từ lưa là em nói em má em nhặt em không ra luôn. Không, trả lại cho bác sĩ. Không, em biết anh bác sĩ biết là em làm ở đây không bao nhiêu tiền. Thôi giờ bác sĩ bớt em 4,000 cho em trả góp, không lấy tiền lời. Không được nữa. Sao vậy? Không, chồng nó nói trời xin sao đỡ vậy thôi à. Nó không có cho em sửa đâu. Thôi thôi bác sĩ đừng có dụ em nữa. Nghe không, hả? được rồi, không làm đâu. Không quýt em. Trời đất ơi. Đây nè. Bây giờ em quay một vòng bác sĩ coi coi. Em quay vậy? À. Đẹp. Đẹp lắm. Quay trước coi. Phía trước hơi bằng phẳng. Cần phải sửa lại cho nó nhấp vô chút xíu nữa cho hấp dẫn. Bác sĩ nói cho em nghe, ngày xưa người ta nói là hồng nhan bạc phận, nhưng mà ngày nay á, tới thẩm mỹ viện của bác sĩ thì em sẽ trở thành hồng nhan bạc triệu. Anh ơi, anh đến đây mời tôi đi ăn phở hay là anh đến đây để anh dê cô thư ký của tôi? Tôi đang bận sổ sách, đang bận sổ sách bỏ mẹ nữa, nghe anh nói thế này nữa. Bây giờ ông có rảnh ăn phở với tôi không? Tôi nói anh rồi, anh thấy sổ sách không? Tôi đã ra tòa bây giờ mà. Thôi, sorry hôm khác đây nhá. Ok, vậy thôi tôi về. Ở bển còn cả chục ca mổ chờ chứ đâu phải tôi đâu có rảnh. Chừng nào tôi mổ xong rồi tôi qua đây cho ông cho tôi nhằm nhờ chút xíu cho yên tĩnh nha ông. Thôi bye nha. Em, giữ cái ca cho bác sĩ đi. Bye bye nha, luật sư Ba Tê. Dạ, bye bác sĩ. Luật sư sao không đi ăn phở đi. Tạo tấm này gặp bánh mì hoài ơi. Thôi cái chuyện bánh mì của tôi, cô về bàn đi nhá. Cùng tập 2. Chào cô. Dạ chào bà. Luật sư có đây không cô? Dạ. Gấp quá không kịp gọi phone lấy hẹn trước. Cô thông cảm nhá. Cô làm ơn vào nói thưa với luật sư giùm tôi. Cho tôi gặp luật sư một vài phút thôi. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Nhá. Nói gì mà nói dữ vậy trời. Bà muốn gặp luật sư phải không? Đúng rồi. Đó. Hồi qua em đã gặp đi. Dạ vâng. Luật sư ơi. Có khách. Có khách đó. Rồi, nói đi, nói cho tới chiều luôn đi. Nha, bây giờ em đi đi làm rồi cô đi đi, cô đi lo quảng cáo cho tôi đi. Chào bà, tôi luật sư Trần Trường Trị. Chào nó tới mai, tới mai. Chào luật sư. Em nhớ ra rồi. Nãy bước vào nom thấy mặt luật sư, em cứ tưởng là tội phạm. Dạ không. Chuyện là như thế này. Tuần trước đó, em có đi đánh ghen nên bị bắt. Lúc mà bị giam ở sở cảnh sát á, em nhìn thấy nhiều khuôn mặt nhìn hao hao giống luật sư nên em thử. Cho nên cô thấy tôi quen thế gì? Dạ vâng. Tôi một tò mò tôi hỏi cái này nhé. Dạ. Thế bà đến đây là do ai giới thiệu hay là bà đọc quảng cáo trên báo? Đâu có ai giới thiệu đâu. Mà em có đọc báo bao giờ đâu. Chứ sao bà biết đây bà tới? Hay luật sư quên rồi à? Cách đây một tháng, chính luật sư là người đứng ở bến xe bus phát mấy cái flyer, luật sư nhớ không? Luật sư dúi vào tay em một cái này.
Lúc đấy em tính quăng mẹ vào sọt rác rồi. Nhưng mà nhìn thấy mặt luật sư tội nghiệp quá nên bỏ đại vào trong bóp. Không ngờ hôm nay lại có dịp mà lấy ra xài. Nhưng mà tôi hỏi bà bây giờ bà cần tôi giúp gì? Dạ thưa luật sư, chuyện là như thế này. Cách đây một tháng, không, cách đây vài năm, em có đi sửa sắc đẹp. Nói toạc ra là em đi bơm ngực. Thấy không luật sư? Thấy cái gì? Bơm ngực. Thấy rồi, thấy rồi. Không, luật sư làm ơn nhìn kỹ em. Tôi thấy hai chai bưởi Biên Hòa cứng ngắc rồi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi bà là bây giờ cái chuyện bơm ngực của bà có dính dáng gì đến tôi không? Hả? Dạ dính chứ. Không dính dáng em tới đây kiếm luật sư làm cái gì? Thưa luật sư, như thế này, em bảo ông bác sĩ ông làm cho em C-cup thôi, nó mới hợp với thân hình của em, đúng không luật sư? Nhưng mà ông bảo với em à, lỡ bơm ấy thì bơm cho bự. Đặc biệt hôm nay ấy, phòng mặt khai trương nên ông tặng cho em cái giá đít cao. Bơm one, get one free. Bơm hai bên, tính tiền có một bên. Em thì được cái tính hàm rẻ nên em bảo ông là bác sĩ muốn bơm bao nhiêu thì bơm. Không ngờ ông lại bơm cho em super size. Ngực to thì tốt chứ sao mà. Tốt cái gì? Ông bơm to quá. Nhiều lúc em đi em cứ muốn suýt nữa là sắp ngã xuống, chúi ngã xuống đất rồi. Em bây giờ em cảm thấy tức ngực và khó thở. Nói thật với luật sư, ai mà đụng vào giống như hai quả bong bóng, mất hết cảm giác. Thưa bà. Dạ. Cái thứ nhất là tôi không có thời giờ. Bà đừng làm phiền tôi. Dạ. Cái thứ hai tôi không có thời giờ mà tôi đứng đây để cho bà khoe ngực. Nhá. Khoe cái gì mà khoe? Còn cảm giác nữa đâu mà khoe. Thưa luật sư. Luật sư à, em tới đây là em nhờ luật sư thưa cái ông bác sĩ ra tòa đòi bồi thường thiệt hại lại cho em. Thưa ra tòa? À, dạ vâng. Sao bà không nói trước? Mời bà ngồi. Mời bà dạ vâng, ngồi. Dạ vâng. Mời bà dạ ngồi vâng. Đấy. Cái chuyện nào vậy? Bà nói dài quá tôi không hiểu, cho nên là bà cứ nói trước là bà cứ là hay là thế. Dạ vâng. Tôi hỏi bà là ông bác sĩ nào sửa cho bà đó? À, dạ ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh ấy, thẩm mỹ viện Hồng Nham bên kia đường kìa luật sư. Thế à? À, vâng. Thế bà tính đòi bồi thường thiệt hại bao nhiêu? À, dạ thưa luật sư, em tính đòi bồi thường thiệt hại khoảng 100.000 thôi. À, luật sư thấy có nhiều không luật sư? Một cái tai nạn thảm khốc như thế này. Dạ. Mà bà đòi bồi thường có 100.000 à? Tôi hút cháo à bà? Là sao luật sư? Bà phải đòi thường 1 triệu đồng. Ồ, 1 triệu đồng. Thế có nhiều không luật sư? Thưa bà. Dạ. Tôi là luật sư Trần Trường Trị. Những cái kê dân sự mà dưới 1 triệu đồng như thế này thì dứt khoát tôi không bao giờ tôi nhúng tay vào. Nhưng mà luật sư, em luật sư nhắm có được không luật sư? Tại sao lại không? Ở đời có những cái người đàn bà đau khổ như bà, đang đau khổ như bà mà lại không biết mình đau khổ. Dạ. Và vì thế mới cần những người luật sư tài giỏi như tôi để nói cái nỗi khổ đau của bà. Dạ vâng, dạ vâng. Bà nghe đây. Dạ vâng. Ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh. Dạ. Đã tặng cho bà 2 trái dưa hấu bự quá. Dạ. Cũng vì 2 trái dưa hấu đó nó bự, nó sẽ trở thành cái gánh nặng 1000 cân mà bà phải đeo trước ngực như thế này. Rồi vì cái gánh nặng đó nó từ từ nó sẽ kéo cái lưng bà cong xuống. Rồi bà sẽ phải chống gậy mà bà đi, bà hiểu chưa? À không, bà bình tĩnh. Bà ngồi. Dạ. Cái đó là tôi nói chuyện về đường dài thôi. Dạ vâng. Còn hiện tại bây giờ bà nói là ngực bà mất cảm giác. Đúng, đúng. Bà mất cảm giác thì chồng bà nó sẽ chán bà, nó bỏ bà và nó đi lấy vợ bé. Bà bị khủng hoảng. Và từ đó bà giờ điên giờ khùng, sống không ra sống, chết không ra chết. Bà không có thể nào mà lo làm ăn, nấu nướng, nuôi con được đâu. Và cũng chính vì thế, cái nỗi khủng hoảng đó nó sẽ làm cho thân thể của bà mỗi ngày mỗi gầy đi. Không, em càng ngày càng béo ra luật sư. Nếu mà béo à? Dạ vâng. Thế thì càng đúng, nguy hiểm hơn. Dạ. Tiếng Mỹ nó gọi cái đó là bệnh depress. Luật sư, mà depress là gì? Em chẳng hiểu cái nghĩa là gì cả luật sư. Từ ngày tôi ra hành nghề cứu đời cho dạ. Tôi đã gặp không biết bao nhiêu cái người đàn bà có cái bộ mặt hung ác mà đầu óc lại lú lẫn giống như bà. À không, đơn giản giống như bà. Bà phải
tưởng tượng ra một cái viễn tưởng đen tối, một cái màu tang thê thảm đang từ từ kéo đến để phủ lấp cái tương lai tươi trẻ của bà. Vì ai? Vì ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh đã tặng cho bà hai trái dưa bự quá. Nhưng mà thưa luật sư, bà đứng. Dạ dạ vâng. Lệch dạ. Rõ. Dạ. Lệch. Dạ. Bên to bên nhỏ. Không 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 không. Bên to bên nhỏ lỗi thằng chồng em, nó thuận tay trái. Một người bác sĩ giỏi, dạ, trước khi bơm phải hỏi chồng bà thuận tay nào. Dạ. Rồi từ đó ông ta mới trừ hao đi bơm là vừa. Bà dứt khoát đòi 1 triệu nữa thôi. Dạ luật sư ơi, luật sư muốn đòi bao nhiêu thì đòi, chăm sự nhiều luật sư, miễn sao em không phải chi đồng nào là được rồi. Mọi chi phí văn phòng chúng tôi lo hết. Dạ, dạ vâng. Bây giờ bà đi qua bên này. Dạ vâng. Bà điền cho tôi mấy cái chi tiết cá nhân đi. Dạ, dạ. Rồi tôi sẽ tiến hành thủ tục thưa ông. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn luật sư nhiều nhé. Dạ. Dạ, em làm liền. Xin mời bà. Dạ, dạ cảm ơn. Đâu, luật sư, thưa thư bạn của luật sư thì có siêu bác sĩ Quỳnh á. Ông mới mời luật sư đi ăn phở đây mà. Cô thấy không? Ở hiền gặp lành. Tôi có cái linh tính trước nên dứt khoát tôi đâu có nhận lời đi ăn phở với ông ấy đâu. Trời ơi, đúng là gà què ăn quắn có say. Trời ơi. Cô lo cái việc của cô đi. Nha. Một người luật sư giỏi là phải biết gác bỏ cái tình cảm cá nhân qua một bên để thưa. Thế chứ. Bà mà có tiền bà kêu tôi thưa, bố tôi ra tòa tôi cũng thưa đó. Cô lo làm việc của vậy là luật sư thưa nha, không phải em nha. Bây giờ em gọi cho bác sĩ nha, bác sĩ để bác sĩ mướn luật sư khác biện hộ giùm. Không phải em nha. Cô cứ gọi cho ông rồi mình phải làm cho nó đúng luật lệ cả chứ. Hello. Bác sĩ Quỳnh á, qua đây mau lên. Trời ơi, ông luật sư Trần Trường Trị nè, ông thưa bác sĩ nè, ông thưa bác sĩ là bơm mực gì đó không biết nữa, cái to cái lớn gì đó không biết. Nên bây giờ đi qua liền đi, qua liền đi nha. Chứ em mà em không dính dáng cho chuyện này đâu á. Bye. Mình chúng mánh à, có thấy chưa? Tôi đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Gà què ăn quắn có say thì nói cho rồi. À anh Huỳnh, tưởng bận lắm chứ sao mà qua lẹ vậy? Tôi bận chứ đâu có ế gì không? Hả? Đang ca bơm ngực, mới bơm được phân nửa à, phải bỏ chạy qua đây. Tức quá mà. Tôi nghe cô tôi ký đó là ông thư tính thưa tôi phải không? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Tôi thưa thật chứ tính cái gì? Thưa thật hả? Mà thưa tôi cái gì? Ông nên nhớ nha, tôi với ông là bạn bè mấy chục năm nay rồi. Tiền cá độ bóng đá ông thiếu tôi mấy tháng chưa trả mà. Sao giờ ông nở lòng nào thưa tôi là sao? Anh Huỳnh ạ, thiếu nợ đó là cái personal, còn thưa nhau ra tòa đó là cái business. Cho nên ở Mỹ này anh đừng có lẫn lộn giữa personal và business. Nguyên tắc quá ha. Mà thưa tôi sao được? Đưa được. Cái bà đó là tới tình nguyện năn nỉ tôi bơm. Thấy không? Thưa tôi làm sao được? Anh nghe nè, người ta đòi anh bơm một trái cam, anh chơi cho người ta thành bằng trái bưởi. Người ta đòi anh một trái dừa xiêm, anh chơi tặng người ta hai trái dưa hấu, làm sao không thưa anh được? Ông ơi, mấy cái bà đó toàn là xạo không mà. Bà nào tới cũng đòi bơm cho lớn, tôi cản đâu có được. Thấy không? Không tin đó hả? Ông về ông hỏi vợ ông đi. Chính bàn tay tôi người ta sửa cho vợ ông cách đây 3 năm. Trời ơi, 3 năm rồi tôi xài đồ giả mà tôi không biết sao. Bởi vậy mới nói. Không, nhưng mà người ta. Nhưng gì? Còn nữa, con gái ông không nhờ bàn tay giải phẫu thẩm mỹ của tôi, sức mấy mà nó lấy thành chồng ngon lành như bây giờ. Ông nhìn là ông đi, mặt mũi ông mà con gái ông giống y hệt ông à. Khác cái là không có râu thôi. Trời đất ơi, để tự nhiên thì ai thèm lấy. Bởi vậy tôi là người đem tới hạnh phúc cho gia đình ông, cũng như bao nhiêu gia đình người khác. Nhưng mà cái bà đó, bà thưa ông, là vì ông làm cho ngực bà mất cảm giác. Ba tê à. Trời đất ơi, ông là đàn ông mà không biết cái gì hết trơn á. Phụ nữ sửa sắc đẹp là để tạo cảm giác cho đàn ông, chứ đàn bà đâu cần cảm giác. Ông có feeling là được rồi, còn vợ ông có feeling hãy kệ nó. Anh Huỳnh. Gì? Anh là bác sĩ. Ừ. Tôi là luật sư. Ừ. Tôi và anh đều sống chết cho cái nghề nghiệp của mình hết. Ừ. Bệnh nhân đến bảo anh bơm chỗ nào thì anh bơm chỗ đó. Ừ. Còn tôi, thân chủ tôi đến bảo thưa thằng nào thì tôi thưa thằng đó.
cho nên mong anh thông cảm cho nha. À tôi cũng thông cảm lắm chứ. Nói thiệt, cái phòng bạch tôi đối diện với văn phòng của ông á, mỗi lần mà tôi trưa tôi nhìn qua, tôi thấy sao mà nó giống như là như là nghĩa trang hun hút rồi đó. Tôi cũng buồn thắt ruột vậy đó. À, bây giờ như vậy, thật ra tôi không phải sợ đi hầu tòa đâu, mà tôi thấy không chịu, tôi bề bộn quá, bận lắm. Cho nên tính về nè, bây giờ ông dẹp cái vụ kiện đó đi, đưa cho ông 10.000 xài chơi hay sao? Bao nhiêu? 10.000 đô. Ít quá. Đưa ông ra tòa sướng hơn. Bèo quá. Bèo hả? 10.000 đô là ba cặp ngực rưỡi của tôi rồi đó ông nội. Trời đất ơi, bèo hả? Được rồi, ông ép tôi chứ gì? Muốn thưa cái gì? Thưa đi, tôi đi hầu. 10.000 không muốn hả? Một sen cũng không có. Tôi nói cho ông biết. Thưa tôi sao được? Nè, tôi cho ông coi. Bất cứ bệnh nhân nào trước khi lên bàn mổ đều có làm giấy thỏa thuận cam kết với tôi. Đọc đi rồi thưa. Tờ cam kết, tôi tên là Trần Thị Tơ Liễu, sinh ngày 16 tháng 3 năm 1963. Nhờ bác sĩ Võ Đình Huỳnh bơm ngực cho tôi cam đoan chịu mọi trách nhiệm nếu có điều gì sai sót xảy ra. Ký tên, Nguyễn Thị Tơ Liễu. Thưa đi, tôi đi hầu. Anh Huỳnh ơi, Huỳnh, em về bàn này. Không thưa đi. Không muốn thưa bà. Không, anh đừng ép tôi mà. Không, anh đừng đọc. Anh đừng đọc, anh từ từ anh nghe tôi nói. Nói gì? Chào khán giả đi. Hai người sao sẽ đủ? Kêu hai người nữa ra mới đủ chứ. Mời cô thư ký và bà khách hàng. Nhất gia nhị dáng, nhất gia nhị dáng. Đó là lời nhắn nhủ của Hoa hậu Bích Liên với dược mỹ phẩm EV Princess đã giúp cho hàng ngàn khách hàng, nhất là chị em phụ nữ từ Hoa Kỳ đến Úc Châu, Âu Châu, Canada, kể cả Việt Nam, tìm lại được làn da trắng rực rỡ, mịn màng, hồng hào tươi trẻ một cách không ngờ. Mỹ phẩm tần dược EV Princess có khả năng xóa sạch những vết nám, tàn nhang, vết tâm đen, đẩy lùi những tùy khuyết u buồn của tuổi tác, đem lại niềm vui, tự tin, yêu đời và hạnh phúc. Mỹ phẩm thần dược EV Princess cùng Hoa hậu Bích Liên đã trợ giúp cho chị em phụ nữ trên khắp thế giới tìm lại được làn da trắng đẹp, rực rỡ, mượt mà như làn da nguyên thủy. Hoa hậu Bích Liên là chuyên gia thẩm mỹ của hai trường thẩm mỹ lừng danh tại Nam Bắc Cali, với bàn tay khéo léo, khả năng thiên phú trên 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu, chữa trị, giảng dạy, cùng hiệu năng thần kỳ của dược mỹ phẩm EV Princess, Hoa hậu Bích Liên bảo đảm sự thành công hoặc sẽ hoàn tiền lại 100%. Ở đâu có Hoa hậu Bích Liên và thần dược mỹ phẩm EV Princess, ở đó sẽ không có những vết nám, tàn nhang, đồi mồi, vết thâm đen. Ở đâu có Hoa hậu Bích Liên cùng thần dược mỹ phẩm EV Princess, ở đó có nụ cười, niềm vui, hạnh phúc, sự thành công với một làn da trắng trẻo, mịn màng. Trung tâm thẩm mỹ Bích Liên Beauty Center gồm 5 địa điểm tại Bắc Cali. Tổng công ty tại San Jose, 1164 McLaughlin Avenue, 408-275-9620. Ở San Jose xin liên lạc 2877 đường Center, 408-360-9620. Ở Milpitas 86 South Abel Street, 408-946-4227. Tại Sacramento 6840 đường số 65, 916-424-8182. Tại quận Cam 9353 Bosa Avenue, 714-893-6011. Cần đại lý khắp nơi xin liên lạc số miễn phí 1-800-918-3017 hoặc vào website evprincesscosmetics.com. Hoa hậu Bích Liên xin chân thành cảm ơn chị em phụ nữ Việt Nam đã dùng qua dược mỹ phẩm EV Princess đã giới thiệu cho bạn bè khắp nơi. Mang cho bao làn da tươi xa.